Mẫu hình lý tưởng thì cao trên 1m7 là được ạ. Ưa nhìn một xíu. Em có chọn 1m7. Và sao nữa? Gọi là đàng hoàng sạch sẽ là được ạ. Trời ơi, mình để thơm phức. Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì? Chứ gọi gì đó. Làm như đàn ông dở dơ lắm sao vậy? Nó phải gọn gàng ạ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Đầu tiên em tôi xin kính chào nghệ sĩ Quyền Linh cùng với lại tất cả quý vị khán giả cùng với lại các bạn đang xem trên đài truyền hình. Tôi tên là Đào Tiền Phương, tôi sinh năm 1991 và tôi đến từ Phú Thọ. Tức là Phú Thọ là đất tổ vua Hùng đó đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Chào con chào chú Quyền Linh ạ. Chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt tại trường quay ạ. Con là Kim Ánh, năm nay em 25 tuổi và hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội. Công việc của em là kinh doanh online và em đến từ Vĩnh Phúc ạ. Hôm nay mình ghi hình là mình bay từ Hà Nội vào. Dạ vâng đúng rồi ạ. Cũng từ Hà Nội mới bay vào luôn. Dạ vâng. À vậy là hôm nay các bạn từ Hà Nội bay vào hết luôn. Có biết đâu hôm nay các bạn sẽ về chung một chuyến bay. Em vẫn chưa đặt lịch vé, máy bay về ạ. Xong câu chuyện ngày hôm nay sẽ đặt. Bạn gái đặt máy bay chưa? Dạ chưa ạ. Rồi. Hôm nay chúng ta cùng đặt nha. Dạ vâng. Chắc nghi hai bạn này đặt trễ quá, xong rồi còn hẹn hò, còn đi dạo Sài Gòn nữa. Đúng chứ. Rồi. Dạ cũng mong vậy chị ạ. Vâng. Tiến Phương là làm công việc gì? Trước đây một ngày thì công việc của em là làm tổ trưởng quản lý bộ phận sản xuất ở bộ phận camera của công ty điện thoại Samsung ạ. À camera. Chứ ở dưới khu công nghiệp Bình Xuyên 2 Vĩnh Phúc ạ. Còn bên nhà gái làm công việc gì nhỉ? Dạ em kinh doanh online và chạy quảng cáo chứ. Bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là một người khá là thân thiện, hòa đồng và biết lắng nghe người khác cũng như là quan tâm người khác. Còn nhược điểm thì là hay quên ạ. Khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại, nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên chị ạ. Rồi còn em trai điểm mạnh điểm yếu là gì? Trước tiên em xin nói về điểm mạnh của em thì điểm mạnh của em là đầu tiên là cái khả năng tự lập, biết nấu ăn, biết quan tâm người khác và có lòng thương yêu vị tha với lại những hoàn cảnh trường hợp khó khăn ạ. Điểm yếu đầu tiên của em đó là em không biết cách giữ tiền. Nói tới 4 lần mới ra được cái chữ giữ tiền nha. Yên tâm, sẽ có người giữ giùm cho em. Vâng, đấy là mục đích mà em hôm nay đến để tham gia chương trình ạ. Hay quá, vậy bây giờ giữ tiền được không nè? Dạ được chú ạ. Rồi, khỏe luôn. Bây giờ mình nói về tình trường đi. Dạ thì em cũng đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. Con yêu cũng hầu hết cấp 3 thì bắt đầu yêu rồi ạ. Mối tình dài nhất thì là 3 năm ạ, thấp nhất là 8 tháng. Còn bên kia thì sao? Dạ thật ra em thì mới trải qua có 2 hay là 4 thôi. Có 2 mối tình ạ. Và một dài và một dài một ngắn ạ. Tức là mối tình đầu tiên của em đấy là mối tình em kéo dài trong vòng 3 năm. Đấy là trong mối tình thời gian mà em đang đi làm việc ở bên nước ngoài. Nước ngoài em làm ở đâu? Ngày trước em đi Đài Loan ạ. Em gặp gỡ và quen biết bạn đấy ở bên Đài Loan. Đài Loan luôn. Dạ vâng. Rồi 3 năm thì sao chia tay? Cũng yêu nhau, cũng hợp nhau và cũng có cùng chung quan điểm, nhưng mà sau này về sau thì là giữa em và bạn đấy có những cái quan điểm và những cái lối sống khác, chia tay ạ. Là em quen một bạn khác. Dạ vâng. Thực ra thì mối tình thứ hai thì thực ra chỉ diễn ra trong vòng khoảng 6 tháng thôi ạ. Giờ tôi phải qua tôi nhìn mặt coi sao mà hồi hộp không? Hồi hộp chị lúc này. Hèn gì nói chuyện có một câu một hà mà cứ nói đi nói lại tới 3-4 lần. Nói em có 2-2-2. 2-2-2 là rồi 2 là tưởng đâu 6 mối tình luôn. Cái điều của em đó là tình trạng hồi hộp thì em hay bị cà lắm á. Vâng, cà lắm. Ông mà rất là dễ thương. Dễ thương mà. Cà lắm rất là dễ thương luôn á. Sắp tới nè, mình sắp có bạn gái nè, bây giờ mình nói về cái mẫu người yêu lý tưởng của mình đi. Em không có một mẫu người yêu lý tưởng nhất, là đơn giản là em chỉ cần mong muốn một người bạn gái đấy là có lòng vị tha, biết đối xử tốt với mọi người, biết có sự yêu thương bao dung với lại mọi người. Với em như thế là đủ rồi. Thì em quan trọng về tâm hồn con người hơn là cái vẻ bề ngoài. Trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hơn gái thấp. Em nếu mà làm gì đừng có nói tội nghiệp người ta nó bị rung nữa. Nói nhiều là thích gái tóc dài tóc ngắn. Em thích phụ nữ tóc dài và có chiều cao tối thiểu là 1m50. Ừ đó, mình nói ra cái quan điểm của mình. Còn cái chuyện mà mình gặp được ý trung nhân của mình, nó có giống như là mong muốn của mình hay không, đó là chuyện khác để chị. Được chưa? Giống không? Quá tuyệt vời. Tóc dài, thân hình rất là cân đối, phải nói là ba dòng rất là đẹp.
Được không? Dạ con chào chú ạ. Trời ơi. Dễ thương không? Được. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào con? Mẫu hình lý tưởng thì cao trên 1m7 là được ạ. Ưa nhìn một xíu. Em cao tròn 1m7. Và sao nữa? Gọi là đàng hoàng sạch sẽ là được ạ. Trời ơi. Mình để thơm phức ạ. Sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì? Chứ gọi gì đó. Làm như đàn ông dở dơ lắm sao vậy? Nó phải gọn gàng ấy ạ. Chứ chú thì chú gọn gàng đó, chú cũng bê bối lắm. Nhiều khi đôi khi không sạch sẽ. Không, ví dụ như là ở nhà thì như thế nào cũng được. Nhưng mà ra ngoài thì chỉnh chu một xíu. Chú cũng ít chỉnh chu lắm. Chú cũng mang dép mà mặc xà lõn đi ào ào rồi đó. Bên kia cao mét mấy quên rồi ta? Vừa tròn 1m7. Rồi, ngon lành luôn. Hỏi coi đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái. Em tự tin 100%. 100%. Bây giờ con thích điều gì đàn ông nè? Con không thích bạn nam hút thuốc nè, gia trưởng hay ghen. Có ghen không? Em thực ra thì em cũng chuyện đời thì em cũng hiểu. Tuy nhiên là em sẽ phải phân biệt được đâu là lúc nên ghen và lúc không nên ghen. Lúc nào nên ghen nói nghe thử. Thực ra đây là một trường hợp cụ thể thì mới có thể nói, bây giờ mình không thể nào mà ví dụ như thấy bạn gái mình cứ cắm cúi nhắn tin hoài, có ghen không? Trong một mối quan hệ giữa hai người thì em đề cao sự minh sự, cái sự minh bạch. Anh nè, tôi nói nghe nha, nếu mà quen cô bên đây là ghen dữ lắm luôn á. Là ghen dữ lắm á. Dạ em có thuốc dạy nhưng mà em đang cố bỏ dần. Bây giờ mình hỏi ý kiến người nhà nè. Đúng rồi. Em đi dài. Dạ em đi với chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan xinh quá. Vâng ạ. Em là Thùy Linh ạ. Thì thấy bạn bên này thì cũng có một cái điều kiện là cũng phù hợp, là đấy là gần nhà mình đấy. Ở Phú Thọ thì sang Vĩnh Phúc nhà mình thì nó chỉ qua một cái con sông tí tẽo thôi. Đó, còn những cái khác thì em nghĩ là chắc là Kim Ánh qua quá trình nói chuyện thì tự em ấy sẽ cảm nhận được, vì qua ba mối tình thì cũng đã có nhiều cái trải nghiệm rồi. Và em cảm ơn. Đấy. Rồi, bây giờ em đi với ai? Em đi mua một mình ạ. Rồi bây giờ thì mình mở rào ra, hai bên nói chuyện để tìm hiểu lẫn nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi. Bong bong Dạ anh. Ừ, thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng chưa biết phải nói gì, thì hôm nay anh đã tự tay chuẩn bị một đi ở đất Sài Gòn này, đã chọn một bó hoa dành tặng cho em. Dạ vâng, em cũng có một cái món quà tặng anh, đấy là một cuốn sách có tên là Hiểu Về Trái Tim ạ. Tặng em nhé. Anh cảm thấy em sao ạ? Anh thấy em là một người dễ thương. Thực ra trong lần đầu tiên tiếp xúc thì anh cũng chưa biết được nhiều, nhưng mà anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ dễ. Anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh. Wow. Đứng hình luôn rồi chú ơi. Em cảm ơn ạ. Về em cảm thấy thì anh cũng là một người cũng khá là hòa đồng này, và có một đôi chút là hơi gọi là chắc là hơi run nên là anh hơi bị cá lăm một xíu đấy. Còn về ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn, và em thì em không quan trọng về cái ngoại hình, nhưng mà sau mà khi mà nghe anh chia sẻ thì em cũng thấy là cũng có khá là nhiều cái tương đồng với em. Theo anh thì anh có quan điểm như nào về tình yêu? Quan điểm trong tình yêu thì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, đấy là sự thật thà và sự tin tưởng lẫn nhau. Nói chung anh nghĩ rằng trong khi một mối quan hệ yêu đương thì là mọi chuyện mà mình nên rõ ràng với nhau một chút. Có những cái chuyện chứa cho dù đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì mình đều nên nói để mình cùng nhau chia sẻ, để mình cùng nhau vượt qua. Dạ vâng, em không biết là anh có phải là người cực kỳ nóng tính không ạ? Thực ra thì anh nóng tính thì anh là một người trầm tính, nhưng mà lúc khi anh nóng anh cũng là một người kiềm chế cảm xúc của mình. Điểm yếu của anh đấy là anh cũng không kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà cái cảm xúc nóng tính thì là không phải cái cảm xúc của anh thì anh không kiềm chế được. Nhưng mà những lúc nào mà anh còn nóng tính ấy, thì anh thường là anh rất là ít nói. Em quen anh mà em thấy anh, em hỏi mà em nói chuyện với anh mà thấy hỏi anh nhưng anh không nói gì, thì đấy là khi anh đang kiềm chế lại cái cảm xúc của mình. Anh nói thật với em là hôm nay là anh cũng không có ý định tham gia, anh cũng không có ý định tham gia chương trình đâu. Hả? Chương trình ép em đi hả? Và không, chương trình bạn muốn hẹn hò chị. Lúc đầu tiên là chương trình gọi điện cho em đã trúng tuyển, là bạn đã sắp xếp em đi tới để tham gia chương trình để quay ấy. Em mới gọi điện lên cho quản lý công ty. Thì là em xin phép được nghỉ 3 ngày.
mà công việc đấy thì em mới làm được có 6, em mới làm được có 6 tháng. Thì là cái lịch ngày nghỉ phép của em chỉ được là em chỉ có được nghỉ một ngày thôi. Thì em xem em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc. Đó coi trời. Tức là quyết tâm vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn. Vâng. Tức là em chọn một trong hai. Vâng. Như vậy thì ngày hôm nay mình phải quyết tâm mình đem được cô gái này về. Vậy thì em có hối hận nếu như ngày hôm nay em bị cho nghỉ việc không? Em nghĩ là không ạ. Vì sao? Anh nghĩ rằng cuộc đời mình có nhiều con đường để đi. Hôm nay anh gặp em, có thể là mình hợp nhau thì đấy là một cái duyên, mình đến được với nhau nên duyên vợ chồng thì đấy là sẽ là một cái duyên. Còn nếu không thì hôm nay anh quen biết, anh sẽ có thêm một người bạn, anh có cơ hội được gặp mặt nghệ sĩ Quyền Linh. Chị Ngọc Lan. Và cả chị Ngọc Lan, và thêm một lần em sẽ được đi lên trên truyền hình. Dễ thương quá. Cái quyết tâm thì thế, thật ra đàn ông là phải như vậy. Đúng. Anh thì mẹ anh đang bảo là nếu mà tết này mà anh không chịu lấy vợ thì mẹ anh sẽ đuổi anh ra ngoài đường ở. Với em thì không quan trọng tình yêu thì nó sẽ không có thời gian và sẽ không có khoảng cách. Tôi thích cái bạn này nói chuyện quá đi. Tôi cũng thích nữa. Rất là đàn ông. Có trách nhiệm. Ủa vậy tôi không đàn ông hả? Tôi nói chuyện đàn ông hả? Thì rất là trách nhiệm, tôi nói anh rất là trách nhiệm. Hai bạn có thể giao lưu chút xíu về âm nhạc. Đúng đi. Đúng rồi. Hai bạn nắm tay nhau nào. Chúng ta có thể hát cho nhau nghe một đoạn nào đó. Đứng xích ra đây, xích đi. Rung quá trời, rung rồi. Đây, hai tay đây, tay bên kia. Đó, hai bạn đứng đối diện nhau. Đó. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, nhưng môi đừng chạm môi. Em thấy là bạn nữ hát gì, xin hát không, gì xin đó. Là bạn nữ xinh lắm. Xin đó. Mà bên đàn trai cũng rất là đàn ông luôn. Dạ. Chắc là tại vì anh gặp định mệnh nên anh gặp định mệnh của anh nên anh mới run như này. Chứ bình thường anh không run như này đâu. Trời đất ơi. Hay quá trời đất ơi. Em trai, bây giờ em nhìn thẳng cô gái, em nói hết những cái suy nghĩ của mình. Thực ra thì hôm nay lúc trước khi gặp em ấy thì anh cảm thấy nó bình thường lắm, anh chẳng thấy có vấn đề gì đâu, nhưng mà lúc ở sau ở đằng sau cánh gà thì anh không biết là chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là anh sẽ gặp được một người bạn gái, một người cùng sẽ cùng mình hẹn hò ngày hôm nay. Mình trong lòng anh đặt rất là nhiều câu hỏi, thế là anh không biết em sẽ là người như nào, chiều cao em như nào, màu mắt em như nào, tóc em có dài không, có phải là người phụ nữ mà anh chờ đợi hay không. Nhưng mà thế gặp rồi thì anh thấy sao ạ? Thực sự anh ước gì mà anh có thể gặp em từ cách đây 32 năm về trước. Trời ơi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Gia đình bạn gái đang theo dõi chương trình, mình có thể nói chút xíu với nhà gái. Thì hôm nay trước chương trình bạn muốn hẹn hò thì con anh bình tĩnh cứ tiếp tục. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một người con gái xinh đẹp và hiền lành như này. Thì con xin phép hai bác được cho con được công khai tìm hiểu. Tìm hiểu con gái của hai bác và mong rằng hai bác sẽ có sự đồng ý của hai bác. Con hứa với hai bác nếu hợp thì con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Con sẽ lo lắng sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhất có thể ạ. Khuyết điểm thì em hơi bị rụt rè trước những người khác giới. Cái này nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề hết ạ. Vậy có gì sau chương trình cái thầy hỗ trợ cho bạn ấy thay đổi cái khuyết điểm của bạn ấy nha thầy nha. Dạ ok ạ. Tại vì tính của em cũng rất là rõ ràng. Bạn là ra bạn, còn tình yêu là ra tình yêu. Người yêu của mình là mình phải bảo vệ, phải chăm sóc. Rồi, ngon lành. Bên đây là còn Trinh Nguyên đó. Dạ. Bên kia Trinh Nguyên thì bên em cũng rất là trong trắng. Tại vì thực ra em cũng chưa có mối tình nào. Ôi hay vậy. Dạ, điểm không thích là lăng nhăng cũng như là cái sự mập mờ ở bên đó. Cái điểm này khỏi phải lo bên đây. Dạ, không à, dứt điểm mà cái gì chắc chắn ở đó. Cái gì dứt điểm ở đó. Đây sát bên là còn lăng nhăng nữa. Mời nhà trai. Đây, mời đi em trai. Mời nhà gái. Chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn gái nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Phương Thảo, 31 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non. Quê em ở Bến Tre và hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy vậy Thảo? Dạ em ở Bình Tân ạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình.
Dạ em xin giới thiệu, em tên là Thi, sinh năm 1990, em quê gốc là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại em đang ở quận 12 ạ. Quận 12. Em cũng có đang làm ở trường ở Bình Tân luôn. Trường gì? Trường Bình Hưng Hòa. Mình làm gì? Mình làm dạ công... em làm giáo viên dạy môn vẽ ạ. Trời ơi, vậy là hai người giáo viên ngồi đây luôn rồi. Vậy là khỏe rồi ha, coi như mình vẽ cho nít coi cũng được. Dạ có sự lừa tương quan với nhau, hai người cũng có học vẽ nhau. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em đó là em biết nấu được nhiều món ăn, biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ với mọi người. Thì đặc biệt là rất là trân trọng cái tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm thì em hơi bị rụt rè trước những người khác giới. Mình quen với mấy em nhỏ nhỏ nhưng mà mình hơi e thẹn với người lớn, với người không quen. Cái này nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề hết ạ. Dạ, con cũng đã từng học, cũng tham khảo rồi, cho nên con cũng có sự thay đổi nhiều hơn. Vậy có gì sau chương trình cái thầy hỗ trợ cho bạn ấy thay đổi cái khuyết điểm của bạn ấy nha thầy nha. Dạ ok ạ. Dạ. Còn rồi. Bên mình là ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm đầu tiên là con thân thiện và giúp đỡ mọi người, biết nấu ăn, hay thích sáng tạo những món mới. Còn cái khuyết điểm của con là con cũng hay nóng tính nhưng mà vẫn kiềm chế được. Con bỏ đi cho chỗ nào đó có cái không khí thoáng hơn rồi chút xíu lại là con. Tức là mình nóng thường. Là mình biết mình nóng ha. Dạ biết ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ đối với đường tình duyên của con á, thì từ nhỏ lớn thì con không có quen ai nhiều, chỉ con có một cái mối tình đơn phương như là say nắng luôn á. Tại vì cái cô gái này hay giúp đỡ con rồi cũng như trong quá trình học á, nhưng mà con chưa có thổ lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì alo cái là bạn đó giúp, hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì alo cái là con giúp lại. Giờ vẫn con. Dạ vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. Dạ chào thầy. Dạ, ừ, chào thầy ơi, thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết. Mình chưa thổ lộ với người ta. Dạ. Mình chưa biết người ta từ chối hay đồng ý mà sao mình biết là mình hết? Tại vì bạn đó thường hay chia sẻ, nói thôi tôi có người yêu rồi, ông cũng nên tìm người yêu đi, chứ ông mà cứ độc thân như vậy hoài thì cũng mẹ ông cũng lớn tuổi rồi, cho nên còn cần phải có người để quan tâm chăm sóc cho mẹ ông thêm. Có nghĩa là hai người cũng nói chuyện hợp ý nhau lắm, nhưng mà cái vấn đề về tình cảm thì không có tiến tới. Dạ không có tiến không tới. Không thể tới. Dạ. Thế là bây giờ chị đặt trường hợp nếu như bạn đó trải qua nhiều cái cuộc tình, bạn ấy đi một vòng rồi bạn ấy mới phát hiện ra à cái người đó là cái người mà cảm thấy là chân thành với mình nhất, thì bạn đó đặt trường hợp với em thì em sẽ xử lý như thế nào? Tại vì tính của em cũng rất là rõ ràng, bạn là ra bạn, còn tình yêu là ra tình yêu, người yêu của mình là mình phải bảo vệ, phải chăm sóc. Rồi, ngon lành, chị Lan an tâm. Còn nhà gái, đường tình duyên sao? Bên đây là còn Trinh Nguyên đó. Dạ. Bên kia Trinh Nguyên thì bên em cũng rất là trong trắng, tại vì thật ra em cũng chưa có mối tình nào. Thôi hay vậy. Dạ thì lúc trước em cũng có tìm hiểu một vài bạn, nhưng mà sau đó thì thấy nó không có phù hợp. Không phù hợp cho nên mình kết thúc sớm luôn. Nay cặp đôi đồng trinh. Coi như là khổ trước mà sướng sau. Đúng, bây giờ khổ là khổ trước sướng sau thế mới giàu. Giàu trước sướng sau lại càng đau. À. Thôi nói vậy thôi, bài hát thôi mà. Ừ. Đừng buồn nha. Bây giờ này các bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình yêu của các bạn nè. Nhiều khi ở cái tuổi này chín chắn rồi, cảm nhận cái tình yêu nó khác, yêu là hẹn hò nó sẽ khác nữa, nó không bồng bột giống như ngày xưa. Rồi, em gái, bây giờ muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi. Quan trọng là tính cách là phải là một người chín chắn, có công việc ổn định, biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và bảo vệ em. Rồi, bên này có đủ luôn. Bên này đủ, dễ thương, bên này là cái gì cũng có hết trơn á, có chín chắn luôn. Đúng rồi. Điểm gì không thích ở đàn ông? Dạ, điểm không thích là lăng nhăng, cũng như là cái sự mập mờ ở bên đó. Cái điểm này khỏi phải lo bên đây. Dạ, không à, dứt điểm à, cái gì chắc chắn ở đó. Cái gì dứt điểm ở đó. Dạ. Đây sát bên là khỏi điểm. Lăng nhăng nữa, yên tâm. Rồi. Dạ không rượu chè. Dạ không ạ. À. Không có luôn. Có thuốc không trai? Dạ ơi. Không, cà phê, nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Dạ ăn uống thì vẫn bình thường. À quên quên, ăn bình thường chứ quên. Dạ. Rồi còn không thích gì nữa không? Dạ như đó đủ rồi. Vậy ngon rồi. Ngon lành. Nhà trai tôi 100% luôn rồi đó. Còn mẫu hình bạn gái sao, nói cho bà mối bà nghe. Dạ mẫu hình bạn gái của em thì rồi chiều cao thì khoảng 1m45 trở lên được ạ. Nói chung hai bạn này là nó giống như hai cái bánh răng vậy, bây giờ ráp vô khớp chạy. Làm gì bánh hạnh cái làm gì nói máy móc chi mệt, hai mảnh ghép, hai nửa mảnh ghép đang tìm đến nhau. Thì tại vì tôi không có biết văn chương. Nói gì bánh răng bánh xe gì. Thiệt, nói chung là như hai cái nồi đã có nắp. Nồi. Nói vậy cho nó gọn. Đó, nói vậy đi. Ừ, vậy đi. Okay. Có cái điểm gì mình không thích ở phụ nữ không cưng? Tóc thì nhộm vàng bình thường thôi, đừng có nhộm lè lẹt á.
trang điểm thì vừa được rồi. Ở vậy được chưa? Dạ, chị Ngọc Lan là quá xinh đẹp ạ. Dạ. Trang điểm với nhuộm tóc dạ, không? Không có, tóc ta tóc đen đàng hoàng. Bây giờ mình hỏi kiến người thân coi sao. Dạ. Rồi mình mở rào nha. Cô giáo đi với ai? Dạ em đi với các bạn đồng nghiệp. Dạ chào các cô ạ. Dạ xin chào chương trình. Xin chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Nói về Thảo đi ha. Thảo thì là người dân miền Tây. Đặc điểm mà nổi bật rất là chân thật, chịu thương chịu khó lắm. Ở bên đây lúc nãy bạn chia sẻ là có khoảng là bạn nóng tính, thì bạn có thể yên tâm về cái khoảng đó, vì Thảo rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ở với một người như thế này thì bạn không có cơ hội để nóng tính đâu. Bạn trai bên đây thì rất là chân thật, và thấy được cái sự nghiêm túc của bạn ngày hôm nay. Khi mà bạn đến, bạn chuẩn bị rất là chu đáo. Đến đây là đã một cái duyên rồi, thì mình nghĩ là cơ hội đến rồi đó, thì hãy nắm bắt luôn đi. Thì mong hai bạn sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm được cái hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Hay quá. Cô giáo nói chuyện tuyệt vời luôn. Thật ra với những cô giáo mầm non thì Huyền Linh là nhiều người rất là yêu quý, trân trọng và thậm chí là rất là thương luôn. Bởi vì luôn luôn giữ con của người khác. Mình như một người mẹ hiền vậy, chăm sóc từng ly từng tí luôn. Cảm ơn nhiều. Bây giờ thì em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, anh ăn họ. Anh họ. Rồi, chào anh họ. Chào anh ạ. Lời đầu tiên em chào quý vị khán giả, chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Ý của em cũng như là ý của bạn bên nhà gái thôi. Hai bạn có cơ hội, nắm bắt cơ hội và trao nhau cơ hội. Dạ hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Ngắn gọn thôi. Nắm bắt cơ hội, trao cơ hội là được. Dạ. Bây giờ mình mở rào. Mở rào thôi. Cho các bạn nắm bắt cơ hội, trao nhau cơ hội nha. Mở rào. Mời thầy, mời cô. Dạ, mình chào bạn ạ. Dạ, chào. Dạ, gửi cho bạn một món quà. Dạ, dạ cảm ơn. Em cũng có món quà gửi cho. Dạ, cảm ơn bạn. Em đi. Ta nó kêu bằng anh mình. Em nên đọc cái bài này trên sân khấu đi, nó sẽ hay, tại vì cái này là tự anh sáng tác luôn á. Dạ, vậy em đọc. Dạ, hay đọc từng trang nó sẽ có cái cảm giác khác nhau á. Mình dơ lên cho khán giả xem luôn nào. Đưa đây chị Ngọc Lan phụ cho. Một cái cuốn sách handmade do thầy làm tặng cho cô giáo. Đây, rất là dễ thương. Rất là mầm non, cà phê nha. Đây, xem phim nha, màu tím là xem phim nha. Có hôn nhau không? À chưa, đi du lịch nha. Rồi, đây là Hello, chương trình bạn muốn hẹn hò. Dễ thương lắm, em đọc đi. Dạ, Hello, chương trình bạn muốn hẹn hò. Bạn gì ơi, mình cho nhau cơ hội nha. Cho Thi xin số điện thoại hoặc số Zalo nha. Thi muốn nấu nhiều món ngon cho bạn thưởng thức. Phòng mong đợi. Phòng anh chiếc bóng một mình. Tìm người thương cảm, kết thành lứa đôi. Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, những khi giá lạnh, những hồi thu đông. Đêm đêm bầu bạn ấm nồng, gió chiều chăn ấm tơ đồng kết nhau. Kết nhau nên nghĩa trầu cao, thủy chung son sắc đượm màu yêu đương. Yêu đương tợ nghĩa mến thương, trao người thương mến tận tường ai ơi. Ai ơi, anh tơ mấy lời, mãi mong tình đẹp trọn đời bên nhau. Dễ thương quá. Rồi. Nếu mà mình có một trải qua một giai đoạn nữa thì mình sẽ tiến xa hơn tình bạn, rồi cuối cùng mình sẽ đi ăn rồi đến gia đình với nhau. Bây giờ cô giáo, mình hát tặng lại cho thầy giáo cái gì đi cho nó tình cảm đi. Đến chương trình thì em cũng tặng cho bạn trai cũng như là chương trình một đoạn nhỏ. Xuân xuân về đôi lứa mừng vui, xuân lên chùa ước nguyện tình riêng, mong ngày sau duyên sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. Dạ anh có thể mở cái món quà ra. Dạ món quà của em thì chỉ là một cái cây quạt thôi. Thì quạt như là tạo ra gió và em cũng giống như nó là sẽ thổi vào anh một cái luồng gió mát cho cuộc đời của anh. Cảm ơn món quà của em rất là có ý nghĩa. Ở đây thì mình đến cái chương trình này là một cái duyên. Mọi thứ nó đều đã có sắp đặt sẵn rồi. Thì mình chỉ cần là gặp đầu với nhau và để tìm hiểu nhau nữa là được. Qua cái thời gian tìm hiểu thì không biết là em sẽ dự định bao lâu mình sẽ tiến tới và lập gia đình. Thời gian á thì nó cũng không phải là quan trọng lắm, mà nó quan trọng là việc mà cái tiến độ tình cảm nó đi tới đâu, đúng rồi, nó đúng có rồi. Nhanh hay chậm. Dạ đúng rồi. Mình có tìm hiểu kỹ hay chưa? Dạ. Rồi mình mới tiến tới không nha. Rồi, bây giờ thầy bước tới nắm tay cô giáo, nói những cái suy nghĩ của mình, cảm xúc về cô giáo thế nào. Anh đây là cũng là 30 mấy năm rồi. Đây là lần đầu tiên được nắm tay bạn nữ luôn. Hy vọng là chỉ còn có gật đầu đồng ý nữa thôi. Mình yêu nhau được không? Dạ.
Thì em nghĩ tới đây cũng là duyên rồi, mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi ok, thứ bảy chủ nhật có thể rảnh để hẹn hò nhau được không ạ? Dạ thì em thấy bận thì cũng là bận cái thời gian mình đi dạy thôi, còn buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì rất là rảnh. Rồi về chỗ nào, cặp đôi này không bấm tôi đè tôi bấm luôn đó. Đúng rồi đó, thôi bây giờ là không có nói năng gì nữa hết trơn. Đến một hai ba. Bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Xin hai bác cho con ôm Thảo một cái. Dạ, hai, xin hai bác ạ. À. Dạ. Cho con ôm bạn ạ. À. Đúng. Cho mình ôm. Ba mấy năm đó. Chắc vô. Đứng nguyên, đứng nguyên, đứng nguyên. Sao tôi nhớ hồi xưa lúc mới yêu nhau quá trời. Nó kiểu thẹn thùng. Chặt chút xíu coi sao đứng chứ. Thầy thấy thôi, sao thầy? Thôi ngại. Hả? Cô giáo ngại. Có nghĩa là mình đi hẹn hò nhiều hơn nữa để tìm hiểu cho nó rõ. Đúng rồi. Chúc cho thầy cô giáo sớm tìm được tiếng nói chung và sớm về chung một nhà, ăn cơm chung một mâm, thổi cơm chung một nồi. Anh nói chung là nhìn dễ nhìn là được ạ. Anh dễ nhìn, phong dạ. Trần. Anh là dễ thương lắm. Võ sĩ mà, thấy không? Dạ. Nhìn nó rất là gọi là hoành tráng luôn. Dạ. Em thích tính cách của người đàn ông là hào phóng, không gia trưởng. Không gia trưởng, có thể là phụ giúp cho công việc gia đình, kiểu như là san sẻ công việc nội trợ với là vợ, tại vì cả hai người đều đi làm. Và em nghĩ là cái việc mà hai người cùng nhau làm công việc nhà hay là việc nội trợ gia đình thì nó giúp gắn kết tình cảm nhiều hơn. Còn gì nữa không? Yêu cầu nhà ta gì, yêu cầu hết đi để tôi thông bên kia rồi. Không thuốc, uống bia, uống rượu, nhậu nhẹt, đánh đập được không? Nếu như mà nhậu nhẹt hả? Thì nhậu cũng được, nhậu càng tốt, nhậu với em. Ui, dạ, cái này được. Nhậu tươi quá vậy. Nhậu hiểu không? Nếu như mà bạn trai mình nói kiểu phong cách bụi bặm thì cũng được, lãng tử em cũng thích. Lãng tử, bụi bặm chút xíu được luôn đúng không? Dạ thích luôn. Rồi. Dạ. Vậy là khỏe rồi ha. Dạ nhưng mà em không thích một điểm đó là không nên hút thuốc. Dạ. Nếu không, mà không thuốc không thầy. Dạ không, không hút mấy thuốc. Người ta đi chữa bệnh thầy này ít có thuốc lắm. Rồi, được ha. Dạ đúng rồi. Vậy khỏe rồi đó. Bên kia đáp ứng khoảng nhiêu phần trăm vậy? Dạ khoảng được 80%. 80. Dạ. Không, theo chị là chị thấy nhiều hơn á chứ em khiêm tốn á. Dạ. Nhiều hơn đó. Ừ. Rồi vậy thì bây giờ sẵn trớn mình nói luôn về cái tiêu chí chọn bạn gái của mình đi. Dạ tiêu chí chọn bạn gái của em thì cái bạn đó là một cái người biết thương yêu gia đình. Nên là như bạn bên kia nói là bạn đó rất là thương yêu cha mẹ. Cái đó là em thấy rất là tốt, tại vì bản thân em là cái con người bị công việc nhiều rồi, nếu mà cái người bên kia của em là cũng lì công việc nữa mà không quên cha mẹ là không có tốt. Nên chỉ cần là cái người biết thương yêu gia đình, biết quan chia sẻ với người khác, biết thông cảm với công việc của người khác thì đối với em là rất tốt rồi. Dạ. Rồi cao thấp mập ốm đối với em là chỉ cần dễ nhìn, vui tính tí xíu là được. Vui, bạn vui. Bé này là năng động. Năng động. Bé này năng động. Bé này năng động lắm, vui vẻ, hoạt bát lắm. Vậy vậy thôi, nói chung bé bên kia chỉ có đúng một cái khuyết điểm là đi làm nhiều quá cho nên về nhà là thật sự là muốn ngủ để hồi sức nhiều hơn. Cho nên có thể là trong cái cuộc sống cá nhân của bạn á, bạn chưa có chỉnh chu trong cái việc dọn dẹp. Nhưng mà nếu như có một người bạn trai hoặc là sống trong một cái gia đình của một người bạn trai thì bạn sẽ ý thức hơn về cái việc đó. Được rồi. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với ba. Ba dạ. Rồi. Dạ, con xin chào chú. Nhà gái. Nhà gái cho vài ý kiến coi thấy chàng rể tương lai bển chàng trai bển như thế nào. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Hai MC là rất dễ thương. Và tôi cũng nói nữa là cách đây 20 năm là tôi đam mê bộ phim Người Hà Nội. Và đặc biệt là cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì tôi coi liên tục. Tôi là Đinh Xuân Chiến, 64 tuổi, giáo viên trung học phổ thông đã về hưu. Và kính thưa họ nhà trai, tôi thấy là cháu bên này thì cũng rất là chỉnh chu, rất là được. Cùng nghề với con của tôi, con gái tôi nghề dược, thì cháu là nghề y. Và gia đình tôi thì có hai o thôi. Một o thì ở Đà Lạt, còn một o thì đang ở Sài Gòn. Và muốn rằng là cháu nó ở gần một chút, giờ không, chúng tôi không cần phải ở đây. Bởi vì tôi và vợ tôi đều về hưu cả. Mức sống thì trung bình.
không vấn đề gì, cho nên là mong hôm nay gặp các cháu cũng đó là một niềm hạnh phúc của những bậc cha mẹ, và mong rằng chương trình này sẽ là một những cầu nối để cho các cặp chưa yêu, sắp yêu và yêu đã thành công. Xin chúc anh Linh và chị Lan sức khỏe, chúc tất cả chúng ta một ngày vui trọn vẹn. Xin cảm ơn. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn nhà trai. Nhà gái chứ, cảm ơn nhà gái. Dạ, bây giờ tới nhà trai nè, em đi với ai? Dạ, mẹ, đệ tử với lại em gái. Mẹ có đệ tử nữa. Mẹ, đệ tử và em gái. Rồi, dạ, chào cả nhà. Đi. Hôm nay có nhà trai, có ba mẹ đi đủ luôn ha. Có hai người lớn nhất rồi. Là ở đây quyết định được luôn rồi đó. Xin kính chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Và xin chào bên người đại diện của bên nhà gái. Và xin chào Tảo Vy. Dạ, con chào cô. Cô là mẹ của Hồng Lộc. Cô cũng là một người cán bộ về đã về hưu. Và ba của Hồng Lộc cũng là cán bộ về hưu. Việc cô thì rất là thoải mái. Cô sống theo thời đại bây giờ. Cô không có quan trọng là dâu. Cô không có cần phải làm dâu hay về là phải làm công việc nhà. Đối với cô chuyện đó là không quan trọng. Cô chỉ cần con mình có tình yêu, có hạnh phúc là ok. Cô không bắt buộc phải là làm dâu, phải cực khổ như những người bà mẹ xưa. Không hề. Cô sống rất thoáng vì cô là người phụ nữ tân giống như là thời đại này chứ không phải là thời đại xưa. Nên nếu hai con có duyên thì cái đó cũng là cái duyên đó, thì cô cũng chúc mừng nếu hai con chọn nhau thì cứ thử hẹn hò như thế nào. Đối với cô thì cô rất thoải mái, cô cũng thấy con cũng dễ thương, cô cũng hài lòng. Sau đây thì xin nhường lời cho đệ tử của con trai mình. Xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Xin chào quý vị khán giả trong khán phòng ngày hôm nay. Và xin chào bác nhà gái. Con là đại tử thứ tư của sư phụ Lộc. Thì thật sự ra thì đi theo sư phụ Lộc thì nhận được cái tình cảm ấm áp của sư phụ Lộc rất là nhiều, để truyền những y đức cho các đệ tử. Thì thực sự ra sư phụ Lộc ế tới ngày hôm nay cũng là vì có rất là nhiều đệ tử và dành hết thời gian cho những anh chị và cô chú đệ tử. Và thời gian thứ bảy chủ nhật thì sư phụ Lộc cũng cùng với lại đệ tử đi khắp bốn phương để hỗ trợ cho những cô chú bác ở những vùng sâu vùng xa và khó khăn. Thì thực sự ra với một ấm áp thứ hai nữa là muốn chia sẻ với quý vị là chị cũng không sợ về làm dâu, tại vì cô ở đây có một cái tấm lòng bao la. Mùa dịch thì nấu rất là nhiều những sức ăn cho những anh em đi cùng với sư phụ Lộc để chống dịch. Và tình cảm ấm áp đó thì mọi người thật sự ra rất là cảm mến. Thì làm dâu thì không sợ đâu. Với lại thì chị với lại sư phụ Lộc thì cũng cùng ngành nghề. Và cô thì cũng có nhà mặt tiền. Biết đâu mười mốt hai người mở ra và giúp đỡ mọi người thì rất là tốt. Cuối cùng thì chúc cho chị và sư phụ Lộc có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu và có cơ hội để giúp mọi người nữa. Xin hết ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn hai họ nha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi rồi coi gì tới nó tới ha. Mở rào. Để chị quay qua cho em cứ nói em thân. Chị coi đó là đẹp không? Đẹp anh. Bắt đầu đi lòng. Dạ. Chào em. Dạ. Em chào quà trước cái đã. Xin tặng cho em món quà nha. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Các bạn tặng nhau cái gì có thể chia sẻ cho khán giả biết không? Dạ, em tặng cho bạn là trà mãn cầu gai. Đây là một cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe. Tại vì cái tốt nhất của nó là
phòng và điều trị bệnh ung thư. Ung thư nè, đường huyết nè, đẹp dũng da nè. Và dễ ngủ nữa. Đúng rồi. Giống như bạn nói, bạn hay muốn ngủ sau một cái ngày làm việc rất là mệt mỏi thì cái món quà này em nghĩ rất là hợp luôn. Dạ. Còn món quà mà em tặng cho anh Hồng Lộc á là một hộp vitamin tổng hợp. Thì cái này thì em mong anh là giữ sức khỏe để mà có thể làm được nhiều công việc hơn, kiểu như anh giúp đỡ mọi người. Và trong cái việc mà mình bây giờ mình đang dịch á thì có nghĩa là anh sẽ khỏe hơn, nâng cao sức khỏe hơn. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn ạ. Dạ. Tôi yếu quá, tôi ngồi đây không ai tặng sức khỏe hết. Hai bạn về chỗ đi. Chúc em bấm quyệt cho anh luôn nha. Tôi lúc này yếu lắm rồi nha. Rồi, trà mỏng cầu hay lắm á. Mình đang uống đó. Dạ. Rồi, bây giờ nè, bạn trai á, Lộc á, là một người học võ. Dạ. Y võ, tức là dùng gọi là tài năng võ thuật của mình để điều trị bệnh. Bây giờ Lộc có thể biểu diễn một vai cái đường quyền của mình để cho bên nhà gái coi đi. Đó. Không, mà có hai cái là muốn nhà trai thể hiện nha. Một là đi đường quyền nè. Còn hai là dùng những cái phương pháp gì đó để trị, có thể trị liệu về bấm sức khỏe huyệt. À, bấm huyệt đó. Đó, massage bấm huyệt. Đó. Chúc trị tôi cái thoát vị đĩa đệm giùm tôi luôn. Mình nằm chúc massage là nằm xuống luôn hả? Đúng rồi. Không, dạ, okay. Không ngồi thôi. Ngồi nằm thì cũng được, ngồi cho dễ. Cơ bắp nó ngồi căng dễ. Cơ. Dạ. Xong rồi nó có vôi hóa cột sống rồi ngồi bấm huyệt, dùng nội công, nội lực phá tan những cái vôi đó. Đâu biết, tưởng lấy cái nệm ra nằm xuống giống như trong mấy chỗ massage. Thôi giờ múa quyền trước đi. Rồi, cái lực của thầy Lộc nè. Dạ. Thì chủ yếu là em luyện võ hiện đại nên thôi, em chỉ đánh những cái bài hiện đại thôi. Đúng cho rồi. Dễ ha. Vô. Thay lực chưa? Ủa em, ví dụ như mình luyện khí công là sao, bây giờ em có biểu diễn được một bài khí công ở đây không? Dạ, khí công của em là bài tĩnh nên khá là dễ luyện. Nó chút là thông khuyết hoặc quyết thôi, nó trong bát đẳng cẩm thôi. À. Là ngồi tại chỗ á. Vậy thôi hả, chứ mình đứng, không có biểu diễn được ở đây hả? Đó, tức là mình đứng tập, nên là khí công động là mình tập động tác mà chị. Chị tưởng khí công là cái gì đó, chọt chọt cái cây gì không ở đây phải. Xong rồi làm gãy cái cây giáo luôn á. À, không phải hả? Không, cái đó khó, cái đó là mình biểu diễn mà chị. Biểu diễn, mấy người bán thuốc người ta biểu diễn. Rồi. À, em của em dây. Á. Bây giờ nè, Lộc ơi, khoan đi, từ đầu giờ qua chữa bệnh cho mẹ. Em biết bị tổn thương về tình yêu. À. Em có thể gọi là bấm huyệt, massage cho nó xoa tan con đi tim không? Muộn phiền trong tình yêu được không? À. Thử xem. Cái bấm huyệt mà nó chữa lành tình yêu này chắc em chưa học tới. Nói chung là cho nó sảng khoái để quên đi cái vậy thôi. Anh cũng là một người từng yêu chân thành, mối tình nào của anh cũng chân thành, nên anh rất quý trọng những người đã dùng cái sự chân thành đó cho cái tình yêu của mình. Khi mình cho đi chân thành thì có khi có không phải là lúc nào mình cũng được nhận lại, thì đôi lúc người ta không đáp lại được cái tình yêu của mình, đôi lúc là duyên trời nó không có định, thì có thể là em tổn thương, có thể em buồn, có thể là em cảm thấy đơn độc và đôi khi là mệt mỏi. Thì những như vậy mình thường mình chôn mình trong công việc rồi mình làm những cái gì đó để mình quên đi. Nhưng không có sao cả, về lâu về dài, khi mà cái trải nghiệm của mình đủ và mình gặp được đúng một cái người mà thương mình á, thì mọi chuyện nó sẽ tự nhiên, nó sẽ tự nhiên rất là thoải mái. Chỉ là đúng thời điểm đúng lúc hay không thôi. Nên đừng có gọi là buồn quả quá để làm gì. Không sao cả đâu. Các bạn ngồi im cho tôi chị một phút nha. Rồi, chào một phút em gái. Từ tốn thôi, từ tốn đó. Mày mập lắm, mày dấp một cái mày té. Ngồi luyện công đi. Hồi nhớ trị tôi cái thoát gì đi. Từ tốn, nha. Từ từ. Dạ, dạ. Rồi, tiếp tục đi, em gái. Em nghe nói là công việc của anh phải đi nhiều đúng không ạ? Anh đi khá là nhiều. Vậy thì nếu như bây giờ nếu mà anh có người yêu, vậy thì anh có dành thời gian chăm sóc bạn gái được không? Được em, tại vì chắc là một là anh dành thời gian cho em, hai là anh rủ em đi luôn. Tại vì á, em thì em rất thích là bạn trai, em rất thích được bạn trai quan tâm. Tại vì trong tình cảm mà em nghĩ mà nếu như mà một bạn đi quá nhiều, còn một bạn thì ở một chỗ để làm những việc đó, mà xong hai bạn không có tương tác với nhau thì cái tình cảm nó rất là dễ lạnh nhạt. Đúng rồi. Em cũng rất là hy vọng mà mình có được một người bạn trai. Em không cần ảnh quá cầu kỳ, nhưng mà ít ra là phải có sự quan tâm và
tương tác giữa hai bên thì lúc đó tình yêu mình mới kiểu thăng hoa và đi đến được những cái mà bước đường tốt đẹp được. Em chỉ sợ là công việc của anh đi quá nhiều xong rồi anh không có thời gian dành cho bạn gái thôi. Không, thật ra thì công việc anh đi nhiều chỉ là cuối tuần là nhiều và đó nó thuộc vào cái việc nó đi là vì tùy do cái tâm của mình thôi, là đi theo hỗ trợ bà con thôi chứ nó không phải là bắt buộc phải đi. Tại vì bây giờ anh đã đào tạo được đệ tử rồi là họ có thể đi thay thế anh được rồi. Em có một cái vấn đề nữa, em hiện tại thì em làm trong nhà thuốc á, thì là em đang làm quản lý, thì công việc của em á là em phải làm ca xoay ca á anh. Có nghĩa là em sẽ làm ca tối, có những một số thời gian em sẽ làm ca tối rất là nhiều, thì không biết là anh có ngại không hả? Cũng không ngại đâu em. Không ngại đúng không? Tại vì nhiều khi anh cũng về khuya lắm. Tại vì em đi làm rất là về rất là khuya, 11:30 em về tới nhà lận, đến 12 giờ mới khi là 12 giờ em mới kiểu như là tắm rửa thay đồ xong em mới nằm ở giường được. Nên là nhiều bạn nam tìm hiểu em thì bạn rất là nản bởi vì không có thời gian gặp em. Nhưng mà em thấy là không phải là không có thời gian gặp em mà bạn không biết chủ động tới tìm em. Có thể là thay vì là cứ phải là hẹn nhau đi ăn đi uống thì bạn đó có thể tới nhà thuốc của em cũng được, thăm em, có thể mua cho em một ly nước cam. Như vậy em cũng thể hiện thấy bạn đang quan tâm và chỉnh chu với em. Em chỉ cần những điều đơn giản như vậy thôi chứ em không cần quá gì quá cầu kỳ hết. Thì là như vậy đó. Không biết là anh có biết nấu ăn không ạ? Anh chỉ biết ăn chứ không biết nấu. Cái không đó là sao? Sự thật, anh chỉ biết ăn chứ không biết nấu. Thật sự anh ăn cơm tiệm gì là chính. Vậy thì anh có giúp, kiểu như anh có thể giúp bạn của mình sau này làm việc nhà được không? Chắc chia là sẻ. Được em. Còn không được thì mình làm kinh tế, mình thuê người về làm có sao đâu em. Không, tại vì em nghĩ là làm việc nhà thì hai người cùng tương tác với nhau á, thì cái cảm giác nó sẽ kiểu như nó là sẽ đỡ đồng thân, nó đỡ một con đường, đúng không? Không kiểu không phải là mình mệt mà khi mình làm cái việc đó mình cảm thấy mình vui và mình hạnh phúc đó anh. Là như vậy á. Hiểu rồi, thì mình có san sẻ niềm vui thì cái cực mình cũng phải san sẻ với nhau chứ, vậy nó mới trọn vẹn. Dạ đúng rồi. Rồi mình hỏi nhau đi, khoảng bao lâu thì chúng ta có thể đăng ký kết hôn được? Đó, rồi mình quan điểm với con trai con gái thế nào, rồi kinh tế về nhà ai sẽ nắm kinh tế đó, trao đổi quan điểm luôn các bạn. Theo quan điểm của anh thì nếu như kết hôn thì em sẽ kiểu như là ở chung với gia đình anh đúng không? Sẽ ở chung với gia đình anh nhưng mà cũng sẽ sắp xếp để về nhà em. Tại vì thật ra là công việc của anh á, anh lên cái máy đâm đồng khá là nhiều. Anh em trên trển đi làm ăn ở trên trển khá nhiều nên thật ra là nếu mà khu đó thì nó lại tiện nữa với anh nữa. Rồi, anh nghĩ sao về việc vấn đề kinh tế giống như là chủ Quỳnh Linh nói đó? Thì anh nghĩ là vợ chồng mình, nếu như là vợ chồng rồi thì là anh sẽ nghĩ là vợ mình nắm hết hay là của ai người nó giữ? Nếu được thì em quản lý cũng được, tức là người vợ quản lý cũng được, tại vì thật ra thì vậy anh mới bớt đi được. Còn nếu như mà thực sự mà thấy hợp nhau thì anh tính khi nào đến việc kết hôn? Thì nếu mà tìm hiểu được thì chắc khoảng 3 đến 4 tháng thì mình cứ tính đến chuyện đó luôn. Anh lẹ lắm. Nhanh gọn lẹ. Tại vì Lộc cũng 34 tuổi rồi. Đúng rồi. Em gái 27 với Lộc 34 rồi. Với lại người ta đã trải qua quá nhiều rồi cho nên người ta đủ đủ gì quên rồi. Đủ bản lĩnh. Đủ bản lĩnh để biết đây là cái người mình có thể kết nối lâu dài được hay không. Đó, cho nên cái việc thời gian nó không quan trọng đâu. Kinh nghiệm ta hơn 20 năm yêu mười mấy năm đơn phương rồi đó. Bây giờ vô là hốt chứ không có đơn phương gì nữa chứ. Được là làm luôn. Rồi, bây giờ thì mình hỏi chuyện con cái đi. Bởi vì á là có những cặp vợ chồng nhau á là cứ sanh một và sanh trai hoài, bắt sanh gái hoài vậy đó. Cái này là phải trao đổi với nhau ngay từ đầu luôn. Quan điểm về con trai hay con gái thế nào? Trao đổi đi các bạn. Quan điểm của em thì nói nếu với bạn được, gái á. Dạ, thì nếu được đứa đầu tiên nên là con gái. Còn lại thì đẻ được bao nhiêu càng tốt. Miễn nuôi được là được rồi. Trai gái không quan trọng. Nhưng mà nếu được thì nên có một đứa con trai để, tại vì anh là đích tôn dòng họ, anh cần một đứa để nói giỏi thôi, còn lại là trai gái đều không quan trọng. Nếu em hỏi giả sử mà em không không có con trai thì sao? Đó, đúng đó. Thì cố gắng có đến lúc có là thôi. Đứa trời ơi, trời trời ơi, trời. Cái này mệt á, cái này là mệt. Cái này là mệt nha. Dạ không, em nghĩ em nuôi nổi. Nhưng mà trai hay gái là do anh đó, không phải do em. Không, trai hay gái là do trời chứ không có do ai hết trơn á. Mình không tính được đâu, mà cứ là con là cứ nuôi nào mà được, đứa con trai là mệt đó. Mệt đó nha. Mười mấy đứa chưa ra đó.
không đến lúc là hết nổi thì thôi bồn dừng. Kinh tế thì có thể là mình không nghĩ tới, nhưng về cái sức khỏe của cái người phụ nữ đó, họ sanh một đứa là thấy trời thấy đất rồi đó, muốn hồ chi mà bây giờ em nói vậy là chị thấy là nói lại đi. Nhiều nói khi lại đẻ hết trứng không ra. Với lại một phần nữa là nhà em là có hai anh em, nhưng thực ra là em gái của em mất rồi nên nhà rất là hiu quạnh. Cái khi mà em lập gia đình á, em không muốn chỉ là đẻ chỉ có hai con, em muốn từ 3 đến 4. Rồi vậy mình cho ta gẹt đi, đến đứa thứ tư không có con trai thì thôi ngưng được rồi. Mình thống nhất vậy nha, chứ đừng có bắt người ta đẻ tới chừng nào có con trai không tội nghiệp người ta lắm. Trời, em thấy chị không, chị đẻ con gái chị thầy lầy vậy nè. Trời ơi, tội nghiệp lắm. Nhưng mà em đẻ mang thai 9 em tháng chỉ sinh hai thôi, em chỉ sinh hai đứa thôi. Thế từ bên đây chị sinh hai thôi, sinh hai đứa thôi, dù trai hay gái thì em vẫn chỉ sinh hai đứa đó thôi. Rồi sao, thống nhất cái này phải thống nhất nha, để mai mốt về rồi các bạn cãi nhau, các bạn đổ thừa trong mai bà mối à. Em thấy cái vấn đề cháu đích tôn nó thực ra nó cũng không có quan trọng, tại vì ba em cũng là con trai trưởng và đích tôn, và ba em cũng không có con gái, và ba với mẹ em cũng rất là hạnh phúc, chứ không phải vấn đề trai gái gì ở đây cả. Tôi nè, hai đứa con gái cũng hạnh phúc vậy. Đây có hai đứa con gái thôi nè, bây giờ hỏi cô nè cô thấy sao cô? Đẻ nhiều quá tội nghiệp phụ nữ. Phụ nữ mang bình thường, đau con thân cha hay gái cũng là con, cái đó là do trời cho thôi, không quan trọng. Tạo áp lực cho người phụ nữ tội nghiệp, người ta cứ lúc mà bầu stress đó em, bị stress đó. Ừ, cứ nghĩ là không biết chết rồi. Em thích đông con. Đông con thì cũng được, nhưng mà đẻ nhiều quá khổ phụ nữ, mà đẻ không ra được đứa con trai như em mong muốn lại càng khổ hơn nữa. Dạ đúng rồi. Bên đây ta gẹt hai đứa thôi nè. Đó, nghĩa là em càng đông càng tốt đúng không? Dạ đúng rồi. À, nuôi nổi đúng không? Dạ được. Nhưng mà vợ đẻ có lo đầy đủ cho vợ không, hay lúc đẻ xong mà muốn đi đâu đi? Đó, nhiều khi vợ đẻ ở nhà cứ đi trị bệnh hoài. Ừ, đây kia. Trị bệnh cho người khác đó là một điều tốt. Dạ. Nhưng mình phải, cái gia đình của mình nó phải gọi là khỏe mạnh rồi. Tâm lý mình nó khỏe mạnh thì đúng mình rồi mới đủ sức mình đi điều trị tiếp cho người ta. Cứ đẻ cho con tôi thoải mái tôi khoái, nhưng đẻ xong bỏ đi. Ừ, tôi không có chăm. Khổ nữa. Ôi em ơi, xì chết với cái gì vậy hả? Kéo lên. Này là dây micro cho mọi người chứ không phải dây kia đâu. Rồi đó, bây giờ cái này phải trao đổi nha. Dạ. Đó, em suy nghĩ thế nào thì trao đổi với nhau, bởi vì đây chỉ muốn hai thôi, đây cũng càng nhiều càng tốt, mà phải là có con trai. Không có con trai đẻ hoài, đẻ khi nào hết trứng không có con trai rồi sao? Thí dụ vậy. Không có thì không sao. Đó, thì nói không có sao đi. Chẳng qua em thích có một đứa thì nó vui hơn thôi. Hứa bây giờ sure nha, bây giờ phải quyết, phải xác định cái chuyện này. Chỉ hai đứa thôi đúng không em? Em hai đứa chỉ thôi. Hai đứa thôi, không có con trai thôi. Được không? Được. Tại vì được. Sức khỏe của người phụ nữ có hạn lắm. Sinh một người, sinh hai người đã là rất là xuống sắc rồi. Nếu mà giờ sinh quá nhiều thì nó gọi là tổn thọ đó. Để càng nhiều cái tuổi thọ càng thấp. Thành ra mình đừng để phụ nữ đẻ nhiều quá tội nghiệp người ta. Đúng không? Mình sướng mà phụ nữ không sướng thì cũng tội nghiệp người ta. Không, em yên tâm đi, đẻ xong đứa anh vẫn đi làm đẹp cho. Có sắc có xuống vấn đề là tâm lý chứ không phải là vấn đề là ngoại hình. Làm đẹp thì được nhưng mà sức khỏe không có thể làm được. Đúng nói rồi. Gì nói đã đẻ ra đã hao tốn sinh lực rồi là không có làm lại được. Em thầy gọi là trị bệnh em biết mà, em biết cái đó, cái sinh lực mà một người phụ nữ đẻ đứa con là mất biết bao nhiêu sinh lực rồi không đó. Chúng tôi phân tích như thế để hai người gọi là hiểu nhau đã thôi. Thông tư tưởng giờ qua mình đã thông, mình xoa bóp nãy giờ người ta là hơi chỗ tài đi, người ta hơi căng thẳng rồi đó. Em cứ thả lỏng hai tay, thả lỏng hai tay ra, quay phía trước coi nào. Đó, em nhìn thẳng phía trước anh ha. Dạ. Bấm quyệt đi. Tê không em? Phải cái vai bên đây và cái cổ bên đây hay bị mỏi không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Nó rờ rồi. Vô một cái là nó biết bên nào mỏi hơn bên nào rồi. Bé nhẹ nhẹ, chừng bé nó đứng luôn bên luôn á. Thắt lưng không đến nổi. Rồi thả lỏng ha. Lỏng, 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 rồi lỏng, đừng rớt ra mệt, rồi xoay, lỏng, lỏng, thả lỏng nha, thả lỏng nha, lỏng, 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 rồi em ngã cổ hết ra phía sau mình, bé có thể cái này có thể đứng lên được không? Đứng lên à? Ừ, rồi em để hai tay sau cổ đi. Hai tay sau cổ nha. Không, các bạn đứng ngang đi, các bạn đứng ngang đi, máy dễ thấy. À, okay. Dễ thấy thao tác hơn. Để hai tay sau cổ, đang ngón tay lại. Đang ngón tay lại. Ừ, ok. Rồi, thả lỏng ha.
thở, hít thở, hít thở, rồi giữ luôn, giữ luôn, hít thở, giữ luôn, giữ luôn, cái thả lỏng, nín thở, rồi hít thở, hít thở, tốt tốt, rồi xoay cổ lại nhẹ không? Ok, rồi được rồi, khỏe không, khỏe không? Dạ, con đỡ rất là đỡ, rất là đỡ mọi người. Dạ. Trời hay quá à. Em ơi, em có điều trị tại nhà hay là như thế nào không? Để chị, dạ, đe, chị chở má nhà. Chị qua. Để tôi lo, dạ, để tôi trị cho. Đứng qua tôi bẻ cho. Hít thở, hít thở, nín thở. Vậy đi. Tôi trị là vậy đó. Thôi, nói chung là thấy có hiệu quả. Dạ. Bởi cái này là, đây là một phương pháp trị bệnh dùng nội công, nội lực ha, để có thể trả xương khớp về cho nó đúng chỗ. Dạ. Cái này cũng là rất là hay rồi. Bây giờ mình đã nói chuyện nhau rất nhiều rồi. Bây giờ hai người đứng nắm tay nó chia sẻ một chút xíu về nãy giờ mình nói chuyện nhau, mình cảm nhận về nhau thế nào? Tìm cảm ứng không có, mình đừng bắt tay, giống bạn bè đối tác đó, mình nắm tay một cách nhẹ nhàng, anh yêu em rồi em yêu anh rồi đó, mình cảm nhận. Bây giờ nãy giờ mình nói chuyện, mình cảm nhận về đối phương thế nào? Mỗi người nói cho nhau nghe để hiểu hơn đó. Ví dụ như là em cảm nhận anh từ nãy giờ nói chuyện, em thấy anh là ABCD gì đó, anh cũng kêu nín thở, nãy giờ em cũng nín thở gì đó. Rồi bạn trai sẽ nói về cảm nhận đi, gặp em thấy em sao 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 đó nha. Yeah. Rồi, bắt đầu. Dạ. Yeah. Ok. Đầu tiên á là anh khá là ưng ý và khen em, tại vì em đặt cái mục tiêu cho cha, cho mẹ em. Tức là đầu tiên là em có cái sự hiếu thảo. Thì đối với anh á, khi anh ra đời nhiều á, vạn sự á, cái người mà có được cái lòng hiếu thảo thì cái chuyện gì của họ, họ cũng sẽ có cái sự tính, rồi có biết thương yêu người khác hơn. Rồi thứ hai nữa là cái công việc của em nó cũng phù hợp với anh. Thực ra thì công việc của anh nó cũng đi sớm về khuya, nó cũng không có ổn cho lắm, như công việc của em nó cũng xoay ca nhiều quá. Nên hai cái công việc nó khá giống nhau thì nó sẽ dễ mà thông cảm cho nhau hơn. Rồi thứ ba thì thấy là em là một người rất là thoải mái, năng động, rồi hòa đồng với mọi người. Rồi riêng cái vụ mà nói mà nếu mà đi nhậu mà về